4.100 vòng trên phút, ghê không? 7.3 kW, độ khủng. Dịch cũng nhẹ lắm mà con. Dịch cũng được. Dịch cũng nhẹ đó. Thử ra, mình dịch thử ra. Đây. 6.100 vòng ghê không? 7.3 kW. Quá bự. Hai con này V20 là 20 ngựa nè. Con này 15 ngựa. Đẹp không? Con về chỉ rõ là bay bay mặt nước luôn. Con này là test 35, 35 ngựa. Có đề luôn nè. Con đề là mỗi phát luôn. Đặc biệt cái đề này nó tự pha nhớt luôn. Nhớt mà con đổ đây thì động pha luôn nè. Khỏi cần pha nhớt đây. Cái động đổ nhớt rồi động nó pha luôn. Con ngổ xuống tay thì thử giật đây. Thanh ra chưa? Thanh tắt chưa? Con bự dễ nhẹ như con nhỏ kìa. Đó rồi. Ghê rồi. Nè, đây là. Nó có chỉnh đó. Ồ, con này còn đầy đủ đồ quá trời luôn. Nó vậy giờ ngon rồi. Chỉnh kia mà nó giật mà chỉ cần vậy thôi. Tắt. Đây quay cho bà con coi là nó kiểu này thứ gì chịu nổi. Nè, coi nè. Đây. Xíu chạy. Nó mã đi chứ. Nhích ra chạy à. Nè. Bỏ đó là không ngày nhiều nhất lên nè. Hay. Nó nhảy thiệt. Rồi tới rồi.